Để tô màu cho bức tranh này, trước tiên mình sẽ lấy màu đen để tô màu tóc trước nha. Sau khi tô xong màu tóc thì tiếp theo mình sẽ tô màu kính nha. Theo là tô màu xanh cho mắt kính nha. Tiếp theo là tô màu mắt nha. Tiếp theo mình sẽ tô màu da nha. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu quần áo nha. Tô màu quả bóng trước. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu cho cây dừa. Tiếp theo mình sẽ tô màu mặt trời nha. Tiếp theo là tô màu biển nha. Tiếp theo là tô màu cho tấm thảm này nha. Trước
khi tô xong màu tấm thảm thì mình cũng hoàn thành được bức tranh này rồi nha. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Đến với video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh có hình cô gái ở ngoài biển như thế này nha. Và sau đây sẽ là video hướng dẫn chi tiết của mình, mà mọi người cùng theo dõi nha.